tiếp nè. Cái máy nhỏ vừa rồi nè. Ôi, mà tay sao thế? Còn mới test ạ, còn đó là cái mã lực của nó là 2201, là nó xài nòng 30 nha các bạn nhé. Còn cái con này mới về trưa nay tầm 11 giờ. Cái con này cũng là anh của thằng kia, đó là thằng này, thằng Steen. Đấy, Steen FH FF108. Cái này nòng 38 nữa các bạn nhé. Cái này bao phát cước dài một bên là 30 là thành 60 nha các bạn. Còn thằng kia là phát cước một bên là 15 là thành 30 rồi. Còn thằng này là cái độ quay tròn của nó là 60 nha các bạn nha. Lúc mà lên ga không lúc mà không lên ga thì nó tầm cỡ 40 thôi. Đấy. Giới thiệu sơ cấp cho các bạn thôi. Đấy. Đây. Còn mới về này đây. Đấy. Đây, đây các bạn. Đối với mình là chủ máy lái này này, mình coi hai máy này là giống như vợ với con của mình luôn. Đấy, mình yêu thích nó. Đấy, đấy, đây giống của vợ của mình vừa mới cưới về này các bạn. Đây, bây giờ vợ mình thì bây giờ nó cũng đã bạc rồi, nó cũng giống như con này. Đấy. Đây, đây con này. Mới tình luôn nha. Nếu mà các bạn trả giá mình cũng không bán đâu. Nếu đổi ngang con trâu mình cũng không bán luôn nha. Nói thiệt với các bạn luôn. Bạn đừng quên nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Đây các bạn, mình review máy phát cho các bạn xem như vậy là ok. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Bye bye.